liên quan tình hình xung đột ở Đông Âu. Dựa tin Mỹ sắp giúp Ukraine sở hữu bom thông minh, Nga nói gì? Ukraine cảnh báo người dân có thể chết cóng, nêu lý do quyết bảo vệ tử địa Bakhmut. Đáng chú ý, ông Putin ra lệnh phát triển kinh tế của 4 vùng ở Ukraine. Trong khi đó, quan hệ Đông Tây sắp tiếp tục căng thẳng. Nga gọi các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ là cử chỉ yếu ớt. Ông Putin hé lộ cách Nga phá vòng vây trừng phạt của phương Tây. Một số tin tức đáng chú ý khác. Tình trạng phơi nhiễm hóa chất của quân đội Mỹ tồi tệ hơn báo cáo. Nhật Bản ra mắt đơn vị vận hành Huawei ác điểu Global Hub. Biểu tình bùng nổ ở nhiều nước. Lực lượng cứu hộ Malaysia chạy đua tìm người sống sót sau vụ lở đất kinh hoàng. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình tin quốc tế. Mở đầu bản tin tiếp tục là cập nhật liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine. Thưa quý vị, Sputnik đưa tin Mỹ có thể cung cấp thiết bị điện tử tiên tiến cho Ukraine để biến tên lửa thành bom thông minh. Tuy nhiên, chuyên gia quân sự Nga Alexei Leonkov nói rằng đó là nỗ lực vô nghĩa vì lực lượng Ukraine không còn máy bay quân sự có khả năng trang bị loại đạn dược tối tân như vậy. Hôm 15 tháng 12, Washington Post dẫn lời các quan chức cấp cao của Mỹ cho biết Nhà Trắng đang lên kế hoạch cung cấp cho Ukraine thiết bị điện tử tiên tiến để chuyển đổi các loại vũ khí không dẫn đường thành bom thông minh, có thể nhắm vào các vị trí quân sự của Nga với độ chính xác cao. Theo tờ báo, nguồn viện trợ mới sẽ bao gồm các thiết bị định vị toàn cầu với độ chính xác cao, có thể được triển khai trên nhiều loại khí tài và tạo ra vũ khí mà Lầu Năm Góc gọi là đạn tấn công trực tiếp hỗn hợp GD-GDAM. Chuyên gia quân sự Leonkov nói tại sao Ukraine cần vũ khí đó. Trên thực tế, họ không cần. Vũ khí duy nhất mà Kiev sử dụng trong chiến dịch quân sự đặc biệt là tên lửa. Gần đây, họ đã sử dụng AGM-88HRM, một loại tên lửa không đối đất với nỗ lực phá hủy radar được trang bị trong hệ thống phòng không của Nga. Tuy nhiên, Kiev thường thất bại và các máy bay mang tên lửa đó đã bị bắn hạ. Ông nói thêm rằng, tình huống Ukraine sử dụng bom thông minh chỉ khả thi nếu nước này đột nhiên có thêm khoảng 300 máy bay quân sự. Theo Sputnik, tin tức Mỹ hỗ trợ Ukraine sở hữu bom thông minh xuất hiện khi chính quyền Hoa Kỳ cho biết đang xem xét chuyển giao hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot cho Kiev. Tuy nhiên, cho đến nay, Hoa Kỳ vẫn chưa xác nhận liệu họ có triển khai kế hoạch đó hay không. Thưa quý vị, tình hình chiến sự ở Ukraine vẫn đang vô cùng cam go. Nga tăng cường tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của nước láng giềng, khiến hàng triệu người dân sống trong cảnh giá rét khi đông đến. Mới đây, thống đốc khu vực Donetsk, ông Pavlo Krylenko đã đưa ra cảnh báo đáng sợ rằng nhiều người dân Ukraine sẽ có nguy cơ chết cóng. Ông Pavlo Krylenko nói với Sky News rằng chính quyền Ukraine đang làm tất cả những gì có thể để cung cấp củi và bếp lò cho những cư dân vẫn sống ở khu vực tiền tuyến. Những nơi này không có điện, khí đốt hoặc nước sinh hoạt, trong khi nhiệt độ đã xuống dưới 0 độ C. Vị quan chức nói thêm, cường độ pháo kích của Nga khiến khâu sửa chữa cơ sở hạ tầng quan trọng trở nên khó khăn. Vì vậy, mọi người dân phải trải qua những thời điểm tồi tệ và khó khăn nhất. Các trung tâm bất khả chiến bại đã được thiết lập ở nhiều nơi, bao gồm cả khu vực có giao tranh, để cấp nguồn điện và nhiệt sưởi ấm cho người dân. Phát biểu tại thành phố Kramatorsk, ông Krylenko nói, Nga hiểu tầm quan trọng của những cơ sở trên nên đang ra sức khai hỏa và phóng tên lửa tấn công chính xác vào các trung tâm nói trên. Khi được hỏi liệu ông có lo lắng rằng người dân có thể chết cóng trong mùa đông này hay không, thống đốc nói, do thực tế không có hệ thống sưởi, có nguy cơ mọi người có thể chết vì hạ thân nhiệt. Thống đốc Krylenko cho biết thêm, cuộc giao tranh khốc liệt nhất ở Donetsk đang diễn ra xung quanh thị trấn Bakhmut. Tại đây, lực lượng Nga cố gắng chọc thủng phòng tuyến của Ukraine. Ông Krylenko nói rằng những nỗ lực như vậy sẽ không thành công. Theo Sky News, lính đánh thuê và quân đội Nga đang dồn hỏa lực ở Bakhmut sau một số bước lùi ở tỉnh Kharkiv thuộc phía đông bắc và tại thành phố Kherson ở phía nam. Ông Krylenko nói tình hình ở Bakhmut khá nghiêm trọng do lực lượng hai bên tập trung lượng lớn nhân lực và vật lực. Câu hỏi đặt ra là tại sao trận chiến giành Bakhmut lại quan trọng? Trong một bài đăng trên Twitter hồi đầu tháng 12, tình báo Anh cho biết Nga đã tập trung tấn công Bakhmut kể từ tháng 8, mặc dù việc chiếm được thị trấn này không đem lại nhiều giá trị. London đã nhận định chiến dịch quân sự của Nga ở Bakhmut tốn kém một cách không tương xứng. Chủ yếu chiến thắng này là mục tiêu chính trị mang tính biểu tượng đối với Moscow. Dù vậy, Ukraine vẫn đang dồn rất nhiều nguồn lực để bảo vệ nơi này.
Ông Krylenko đã giải thích có 3 lý do thúc đẩy Ukraine ra sức ngăn Nga giành được Bakhmut. Đầu tiên, Ukraine đang nỗ lực ngăn chặn Điện Kremlin có cơ hội tuyên truyền thông tin chiến thắng sau quá nhiều bước lùi. Thứ hai, nước này muốn chặn đà tiến của quân Nga trước khi nhiệt độ giảm đáng kể xuống dưới mức đóng băng trong mùa đông. Thứ ba, việc giành được Bakhmut cũng mang tính chiến lược. Nếu giữ được khu vực này, Ukraine có thể ngăn Nga tiến đến các khu dân cư như Kostiantynivka và Drukivka. Ông nhấn mạnh, quân đội Ukraine sẽ làm mọi cách để ngăn điều này xảy ra. NHK đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ thị chính phủ vạch ra kế hoạch phát triển kinh tế tại 4 khu vực mà nước này tuyên bố kiểm soát ở Ukraine, bao gồm Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhia. Hôm 15 tháng 11, ông Putin đã đưa ra mệnh lệnh trên trong cuộc họp trực tuyến với các bộ trưởng trong nội các và cả Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin. Ông chủ Điện Kremlin đã nói rằng các đòn trừng phạt chưa từng có được đưa ra để chống Nga với mục đích nghiền nát nền kinh tế của chúng ta. Tuy nhiên, kế hoạch này đã thất bại và công dân Nga đã thể hiện được sự đoàn kết vững chắc. Ông Putin cũng nêu ý định phát triển nền kinh tế xã hội tại 4 khu vực ở phía Nam và phía Đông Ukraine lên mức ngang bằng với Nga vào năm 2030. Ông ra lệnh cho chính phủ lập kế hoạch triển khai vào cuối tháng 3 tới. Theo NHK, dường như nhà lãnh đạo Nga muốn nhấn mạnh rằng Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhia là một phần của Nga, bất chấp Ukraine nỗ lực giành lại các khu vực này. Trước đó, Moscow đã tuyên bố đơn phương sáp nhập 4 khu vực sau cuộc trưng cầu dân Ý mà Ukraine và phương Tây cho là bất hợp pháp. Hôm 14 tháng 12, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết ông Putin có kế hoạch tổ chức các cuộc gặp gỡ với những nhà lãnh đạo thân Nga tại 4 khu vực nói trên trong tháng này. Hiện Kiev chưa đưa ra bình luận về động thái mới của Moscow. Thưa quý vị, thời gian qua, Mỹ đã dẫn đầu các nỗ lực áp đặt hàng loạt biện pháp trừng phạt lên Nga. Đại sứ quán của Moscow tại Washington nhận định các đòn giáng gần đây của Washington chỉ cho thấy sự yếu ớt của Hoa Kỳ. TASS dẫn tuyên bố của Đại sứ quán Nga nói rằng chính quyền Mỹ không từ bỏ những nỗ lực gia tăng áp lực trừng phạt lên Nga. Mặc dù chúng không hề hiệu quả, hàng loạt quan chức, doanh nhân và công ty của Moscow đang bị Washington đưa vào danh sách đen. Phía Moscow nhấn mạnh, trong số các biện pháp được Mỹ chọn để trừng phạt Nga, có lệnh áp đặt hạn chế đối với một công ty cho thuê xe đạp. Đây là gì nếu không phải là một cử chỉ yếu ớt của Washington? Đại sứ quán Nga tiếp tục chỉ trích các quan chức Mỹ đã từng tuyên bố rằng chỉ một chút nữa thôi, nền kinh tế Nga sẽ tan nát. Tuy nhiên, điều này chắc chắn sẽ không xảy ra. Bất chấp áp lực từ bên ngoài, Nga sẽ tiến lên phía trước và tăng cường hợp tác cùng có lợi với những bên thực sự thiện chí với Moscow. Trước đó, Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với người đứng đầu Nonikhan là ông Vladimir Putin và các thành viên gia đình ông, cùng với đó là công ty Interos và Rosbank. Tuy nhiên, nhà chức trách Mỹ cho biết họ sẽ không xử phạt Nonikhan. Ngoài ra, các phó thủ tướng Nga Andrei Belousov và Dmitry Chernyshenko cũng bị đưa vào danh sách đen cùng với một số thống đốc khu vực, thành viên Hội đồng Quản trị Đường sắt Nga và 17 công ty con của VTB. Hiện Mỹ chưa đưa ra bình luận liên quan đến thông điệp mới của Nga. Nói về khả năng hợp tác với các nước thiện chí của Moscow, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết nước này sẽ mở rộng hợp tác thương mại với các đối tác mới để chống lại các biện pháp trừng phạt của phương Tây. Theo Sky News, ông Putin cho biết Điện Kremlin sẽ mở rộng hợp tác về thương mại, bao gồm vận chuyển dòng khí đốt sang các nước láng giềng phía Đông. Ông tiếp tục nói rằng Nga sẽ phát triển quan hệ kinh tế với các đối tác ở châu Á, châu Phi và Mỹ Latin. Nhà lãnh đạo nhấn mạnh, chúng tôi sẽ loại bỏ các hạn chế trong lĩnh vực hậu cần và tài chính. Tôi xin nhắc lại rằng, bằng cách đưa ra các biện pháp trừng phạt, phương Tây đang cố đẩy Nga ra rìa của sự phát triển thế giới. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không đi vào con đường cô lập mình. Ngược lại, Moscow đang mở rộng hợp tác với tất cả những nước thiện chí. Kể từ khi xung đột ở Đông Âu nổ ra, doanh số xuất khẩu năng lượng của Nga sang châu Âu đã giảm mạnh. EU đang định hướng cắt giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu của Moscow. Phương Tây chưa đưa ra bình luận về phát biểu trên của Tổng thống Nga. Về mặt quân sự, Nga vẫn thể hiện được tiềm lực đáng gờm của mình. Vào hôm 16 tháng 12, trong một cuộc phỏng vấn với tờ Krasnaya Zvezda của Bộ Quốc phòng Nga, Tư lệnh lực lượng tên lửa chiến lược Nga, ông Sergei Karakajev đã cho biết có hơn 85% lực lượng này đã được trang bị vũ khí tối tân.
Cụ thể, ông Karakajev cho biết kho vũ khí chiến đấu của lực lượng tên lửa chiến lược Nga bao gồm hơn 60% phương tiện phóng và tên lửa hạt nhân thuộc lực lượng hạt nhân chiến lược. Cùng với khả năng chỉ huy và chiến đấu, lực lượng này có thể hoàn thành các nhiệm vụ được giao một cách đáng tin cậy, bao gồm cả răn đe hạt nhân. Ông Karakajev nói rằng, lực lượng tên lửa chiến lược của Nga sẽ thực hiện 8 vụ phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa từ hai bãi thử nghiệm vào năm 2023, bao gồm từ sân bay vũ trụ Plesets và trường bắn Kapustinja. Năm 2022, lực lượng tên lửa chiến lược Nga đã thực hiện 4 vụ phóng thử tên lửa chiến lược, trong số đó có vụ phóng thử thành công hệ thống ICBM Silo RS-28 Samat. Ông Karakajev cho biết, tất cả vụ phóng tên lửa đều được thực hiện từ sân bay thử nghiệm cấp nhà nước số 1 Plesets. Ngoài ra, ông Karakajev cũng cho biết lực lượng tên lửa chiến lược của Nga đã thực hiện hơn một nửa nhiệm vụ răn đe chiến lược. Theo ông, tỷ lệ này tiếp tục tăng trong bối cảnh Moscow vẫn đang tích cực nỗ lực tái vũ trang. Trong khi đó, các nhà lãnh đạo EU đã kêu gọi các quốc gia thành viên đẩy nhanh việc mua sắm vũ khí chung để bổ sung nguồn dự trữ quân sự sau khi kho khí tài của các nước dần cạn kiệt do nỗ lực viện trợ cho Ukraine. Theo TASS, tuyên bố chung sau hội nghị thượng đỉnh EU nêu rõ, Hội đồng châu Âu kêu gọi Ủy ban châu Âu và Cơ quan Quốc phòng châu Âu tăng cường nỗ lực xác định nhu cầu cũng như tạo điều kiện thúc đẩy hoạt động mua sắm vũ khí chung để bổ sung nguồn khí tài thiếu hụt. Ngoài ra, hội nghị thượng đỉnh EU cũng kêu gọi Ủy ban châu Âu nhanh chóng đưa ra đề xuất nhằm củng cố năng lực và khả năng phục hồi của ngành công nghiệp và công nghệ quốc phòng châu Âu. Các nhà lãnh đạo EU cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của mối liên kết xuyên Đại Tây Dương như được phản ánh trong cả la bàn chiến lược của EU và khái niệm chiến lược của NATO. Theo New York Times, từng dẫn lời đại diện NATO cho biết, các quốc gia thành viên đã cung cấp viện trợ quân sự trị giá 40 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine, tương đương với ngân sách hàng năm của Pháp. Trong khi đó, 20 trong số 30 quốc gia NATO đã cạn kiệt khả năng viện trợ vũ khí. Ba Lan và các nước vùng Baltic đã rơi vào tình trạng đặc biệt nghiêm trọng. 10 quốc gia thành viên còn lại, bao gồm Đức, Ý, Hà Lan và Pháp, vẫn còn khả năng tiếp tục chuyển giao vũ khí cho Kiev. Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo rằng việc vận chuyển vũ khí tới Ukraine tạo ra những thách thức nghiêm trọng, không chỉ vũ khí nhỏ mà cả các phương tiện hủy diệt mạnh mẽ, bao gồm hệ thống phòng không di động và khí tài chính xác đều có thể bị tuồn sang các nước láng giềng. Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác, hôm 16 tháng 12, một cơ quan giám sát môi trường của Hoa Kỳ đã báo cáo rằng số người bị ảnh hưởng do tiếp xúc với hợp chất hóa học độc hại tại các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ cao gấp 3 lần so với số liệu mà Lầu Năm Góc công bố trước đó. Nhóm công tác môi trường EWG có trụ sở tại Washington đã đưa ra nhiều số liệu nghiên cứu cho thấy có ít nhất 600.000 quân nhân và thân nhân của họ đã và đang bị ảnh hưởng do sử dụng những nguồn nước bị nhiễm hóa chất. Trong số những hợp chất được EWG đề cập trong báo cáo, có một số loại nằm trong nhóm PFAS như acid perfluorotanesulfonic và perfluorotanonic. Và những chất này vốn được sử dụng trong bọt chữa cháy, chất bôi trơn công nghiệp và chất lỏng thủy lực. Hồi tháng 4 năm 2022, Lầu Năm Góc đã thừa nhận rằng nguồn cung cấp nước đã bị PFAS làm ô nhiễm tại hàng chục căn cứ quân sự, chủ yếu là do chất chống cháy được sử dụng bởi lính cứu hỏa quân đội. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Mỹ chỉ công bố có 175.000 người bị ảnh hưởng, chênh lệch rất nhiều so với con số mà EWG đưa ra. Giải thích về vấn đề này, nhóm nghiên cứu cho biết nguyên nhân là do Lầu Năm Góc đã sử dụng tiêu chuẩn đánh giá PFAS đã quá cũ, theo đó mức phơi nhiễm được xác định là lớn hơn 70 ppt. Trong đó, theo các tiêu chuẩn hiện nay, mức này đã giảm xuống còn 1 ppt. Các căn cứ quân sự nằm trong danh sách bị phơi nhiễm bao gồm Fort Leavenworth ở Kansas và Fort Bragg ở Bắc Carolina. Trong đó, mức ô nhiễm ở Fort Leavenworth hiện đang rất cao, lên đến 649 ppt. PFAS được gọi là hợp chất hóa học độc hại vĩnh viễn vì một khi được thải ra môi trường, chúng không bị phân hủy mà có thể tích tụ lâu dài trong máu và các cơ quan của sinh vật sống. Các hóa chất này có liên quan đến việc tăng nguy cơ ung thư thận cũng như gây hại cho hệ sinh sản. Ở diễn biến khác, thưa quý vị, sau khi Mali không thể tổ chức bầu cử, nhiều quốc gia phương Tây lần lượt tuyên bố rút quân khỏi đất nước Tây Phi này. Tuy nhiên, Đức lại áp dụng chính sách trái ngược với các đồng minh. Hãng thông tấn Anadolu cho hay, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht đã có chuyến thăm Mali trong cuộc họp hôm 15 tháng 12 tại thủ đô Bamako.
của quốc gia Tây Phi, bà Lambrecht cho biết chuyến thăm lần này là nhằm khẳng định sự hợp tác giữa hai nước, đồng thời củng cố cam kết quân đội Đức sẽ hiện diện tại Mali đến tháng 5 năm 2024, khi giai đoạn chuyển tiếp quân sự ở quốc gia này kết thúc. Hiện tại, Đức có khoảng 1.100 binh sĩ đóng quân tại Phái đoàn Ổn định Tích hợp Đa chiều của Liên Hiệp Quốc tại Mali. Được biết, sau cuộc đảo chính quân sự năm 2021, Trung tá Assimi Goïta đã trở thành Tổng thống Mali và nối lại mối quan hệ với Nga. Hành động này lập tức làm phật lòng nhiều quốc gia phương Tây. Vào ngày 17 tháng 11 năm 2022, Pháp vừa đình chỉ gói viện trợ phát triển dành cho Mali do sự hiện diện của lực lượng lính đánh thuê Wagner của Nga tại quốc gia Tây Phi này. Thông tin khác liên quan đến khu vực châu Âu, thưa quý vị, Kosovo vừa gửi đơn xin gia nhập Liên minh châu Âu-EU và nhận về những phản ứng trái chiều. Hãng thông tấn Anadolu hôm 16 tháng 12 dẫn thông điệp được đăng trên mạng xã hội của Thủ tướng Croatia Andrej Plenković cho biết Croatia sẵn sàng hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm với Kosovo. Ông cũng gửi lời chúc mừng đến chính quyền của vùng lãnh thổ này. Bên cạnh đó, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu của Cộng hòa Séc, ông Mikuláš Bek cho biết nước này đang để mắt đến khu vực Tây Ban Căn. Yêu cầu gia nhập Liên minh châu Âu của Kosovo có thể đáp ứng ưu tiên mở rộng khối EU sang khu vực này. Trong khi đó, Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić cho rằng hành động của Kosovo vi phạm Hiệp ước Washington, Hiệp ước Brussels và Nghị quyết 1244 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Lãnh đạo Vučić cũng chỉ trích cộng đồng quốc tế và các quốc gia phương Tây không tôn trọng các thỏa thuận. Được biết, Kosovo là nơi sinh sống chủ yếu của người Albania, đã tách khỏi Serbia vào năm 1999 và tuyên bố độc lập vào năm 2008. Tuy nhiên, Serbia không công nhận tuyên bố của Kosovo và vẫn xem khu vực này là một phần lãnh thổ. Thưa quý vị, việc các quan chức người Séc từ chức khiến an ninh phía Bắc Kosovo rơi vào bất ổn. Mới đây, chính quyền Kosovo đã tuyên bố tiếp quản khu đô thị lớn nhất của người Séc nhằm ổn định tình hình khu vực này. Cụ thể, đài RT hôm 14 tháng 12 cho hay, hội đồng mới của thị trấn Bắc Mitrovica, khu đô thị lớn nhất của người Séc ở Bắc Kosovo, vừa tuyên thệ nhậm chức dưới sự bảo vệ của các cảnh sát có vũ trang. Sau khi thị trấn được tiếp quản bởi 16 thành viên là các quan chức Albani trung thành với chính quyền Kosovo, cờ Serbia đã bị gỡ bỏ khỏi các phòng hội đồng. Trong khi đó, một số xe bọc thép của lực lượng gìn giữ hòa bình KFOR thuộc NATO tuần tra bên ngoài tòa nhà. Với hành động từ phía Kosovo, Peta Petkovic, ủy viên chính phủ Serbia tại Kosovo, cho rằng việc thành lập hội đồng mới vi phạm tất cả thỏa thuận, bao gồm luật riêng của chính quốc gia này. Ông Petkovic lưu ý, không ai bầu hoặc thậm chí bỏ phiếu cho các thành viên hội đồng mới, đồng thời cáo buộc nhà lãnh đạo Kosovo Albin Kurti cố tình hủy bỏ các cuộc bầu cử mới để chính quyền của ông có thể chiếm những chức vụ do các quan chức người Séc nắm giữ. Được biết, mặc dù Đảng Cộng đồng người Séc giành được hơn 90% số phiếu bầu tại địa phương vào tháng 10 năm 2021, nhưng tất cả lãnh đạo đã từ chức vào tháng trước để phản đối quy định loại bỏ biển số xe Serbia từ phía chính quyền. Mặc dù dưới áp lực của EU và Hoa Kỳ, quy định trên không được áp dụng, nhưng chính quyền Kosovo đang thay thế các lãnh đạo Séc bằng những quan chức thân cận. Ở diễn biến khác, theo NHK, Nhật Bản đã đạt một cột mốc quan trọng trong nỗ lực cải tổ chiến lược quốc phòng của mình khi nội các chuẩn bị thông qua 3 tài liệu quan trọng nhằm định hình lại cách thức quốc gia có thể phòng thủ, đồng thời đưa ra kế hoạch đối phó với những rủi ro tiềm tàng sau khi tiến hành một số thay đổi lớn về quốc phòng. Các nhà lập pháp Nhật Bản đã nhóm họp vào cuối ngày 16 tháng 12 để xem xét các tài liệu bao gồm các chiến lược phòng thủ và an ninh. Được biết, chiến lược an ninh quốc gia và chiến lược phòng thủ quốc gia sẽ vạch ra một số chính sách mới giúp Nhật Bản có khả năng tiến hành các cuộc phản công trong những trường hợp cụ thể. Trước đây, Tokyo bị giới hạn khả năng tự vệ và không bao giờ được phép đánh phủ đầu đối phương. Trong khi đó, chiến lược mới cho phép Nhật Bản tiến hành các cuộc phản công nhắm vào các mục tiêu quân sự và sử dụng lực lượng tối thiểu cần thiết để vô hiệu hóa các mối đe dọa. Chiến lược an ninh quốc gia của Nhật Bản cũng sẽ được sửa đổi để thêm Nga vào danh sách các mối đe dọa tiềm tàng bên cạnh Triều Tiên và Trung Quốc. Trong đó, giống như Mỹ, Tokyo cũng xác định Bắc Kinh là thách thức chiến lược lớn nhất. Tài liệu thứ ba sẽ thay thế chương trình xây dựng quốc phòng giữa kỳ hiện tại. Nó vạch ra một kế hoạch 10 năm để Nhật Bản đạt được các mục tiêu của mình. Kế hoạch mới cần nguồn ngân sách lớn để triển khai, do đó Đảng Dân Chủ Tự Do cầm quyền LDP đang tìm cách tạo ra sự khác biệt bằng cách tăng thuế doanh nghiệp, thuế thu nhập và đánh thuế mặt hàng thuốc lá. Hiện ngân sách quốc phòng của Nhật thiếu hơn 1.000 tỷ yên, tương đương khoảng 7,3 tỷ đô la.
Dự thảo cho biết một loại thuế bổ sung đối với thuế doanh nghiệp và thuế thu nhập sẽ được áp dụng. Đã có một số ý kiến phản đối kế hoạch tài trợ cả từ bên trong đảng cầm quyền và phe đối lập. LDP cho biết họ sẽ mở lại cuộc tranh luận vào năm 2023. Cũng liên quan đến Nhật Bản, NHK đưa tin lực lượng phòng vệ trên không của nước này, viết tắt là ASDF, đã thành lập một đơn vị mới vận hành máy bay không người lái UAV Global Hub cho các hoạt động tuần tra và giám sát không phận trên khắp đất nước. Global Hub do Mỹ phát triển là một máy bay điều khiển từ xa cỡ lớn, dài 15 mét. Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã chi khoảng 34 tỷ yên để mua lại chiếc UAV này. Chúng được triển khai tại căn cứ không quân Misawa của ASDF ở tỉnh Aomori, miền Bắc Nhật Bản hồi tháng 3. Sau khi bảo dưỡng và kiểm tra, ASDF đánh giá rằng các máy bay đã sẵn sàng làm nhiệm vụ. Một đơn vị trinh sát trên không bao gồm khoảng 130 thành viên đã được triển khai tại căn cứ để vận hành máy bay. Global Hub có thể được điều khiển từ xa trong 36 giờ. Nó cũng được trang bị một camera hồng ngoại hiệu suất cao có thể giám sát từ độ cao 20.000 mét. ASDF có kế hoạch bắt đầu các chuyến bay tuần tra và giám sát ngay khi thời tiết thuận lợi. Đây là lần đầu tiên lực lượng phòng vệ ra mắt một đơn vị chuyên vận hành máy bay không người lái. Căn cứ Misawa sẽ được chuyển giao một chiếc Global Hub thứ 3 trong tương lai. Tham mưu trưởng ASDF Isuzu Sunji cho biết Global Hub có thể tham gia vào các hoạt động trinh sát đặc biệt trong trường hợp căng thẳng gia tăng. Ông cho biết ASDF sẽ tích lũy bí quyết và nhanh chóng vận hành thuần thục máy bay này để nâng cao năng lực giám sát và tác chiến của mình. NHK cho biết Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng có kế hoạch mua thêm nhiều máy bay điều khiển từ xa để tăng cường khả năng phòng thủ. Mặt khác, lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản dự kiến bắt đầu thử nghiệm máy bay không người lái Sea Guardian từ năm tài chính 2023. Hôm 15 tháng 12, hàng trăm người dân Nhật Bản đã biểu tình tại Tokyo để phản đối quyết định tăng chi tiêu quốc phòng và thúc đẩy năng lực phản công của chính phủ. Những người biểu tình dương biểu ngữ với các khẩu hiệu nêu rõ việc phản đối chính phủ mở rộng lực lượng quân sự, sửa đổi hiến pháp. Bà Fukushima Mizuho, lãnh đạo Đảng Dân Chủ Xã hội Nhật Bản nói rằng, Đảng cầm quyền đã thực hiện những thay đổi lớn về các chính sách an ninh quan trọng, nhưng không tổ chức cuộc thảo luận nào tại Quốc hội. Họ tự mình quyết định tất cả. Đây là hướng đi hoàn toàn sai lầm. Chúng tôi kiên quyết phản đối việc sửa đổi các chính sách an ninh quan trọng. Một người biểu tình chia sẻ, chúng tôi ở đây vì không muốn nhìn thấy thế hệ trẻ đi theo con đường sai trái. Truyền thông Nhật Bản đã nhận định khả năng phản công mà chính phủ đang theo đuổi có thể khiến tình hình khu vực trở nên bất ổn hơn. Ông Iha Ochi, thượng nghị sĩ Hạ viện Nhật Bản đánh giá, nếu Nhật Bản muốn đạt được cái gọi là đảm bảo an ninh, họ nên nỗ lực tránh xa xung đột, thông qua các biện pháp ngoại giao, thay vì nhấn mạnh khả năng phản công và sẵn sàng giao tranh. Chúng ta nên chọn cách hòa bình. Một người biểu tình khác nói, là những người đi trước, chúng ta có trách nhiệm nỗ lực vì thế hệ trẻ và ngừng gia tăng sức mạnh quân sự càng sớm càng tốt. Thưa quý vị, việc bắt giữ cựu Tổng thống Pedro Castillo đã khiến tình hình an ninh tại Peru rơi vào bất ổn suốt những ngày qua. Hãng thông tấn CNN cho hay, theo phán quyết hôm 15 tháng 12, Tòa án tối cao Peru đã quyết định giam giữ cựu Tổng thống bị lật đổ Pedro Castillo trong 18 tháng trước khi xét xử. Mặc dù các luật sư của cựu Tổng thống Castillo đã bác bỏ khả năng ông bỏ trốn, nhưng các công tố viên cảnh báo khả năng ông Castillo xin tị nạn ở nước ngoài và cho rằng 18 tháng là khoảng thời gian đủ dài để tiến hành điều tra. Thẩm phán Tòa án tối cao Peru Juan Carlos Chicley cho biết, việc giam giữ kéo dài phản ánh sự phức tạp của vụ án và ngăn chặn khả năng ông Castillo trốn thoát. Tại phiên tòa lần này, ông Castillo không được phát biểu. Tuy nhiên, trong một phiên điều trần vào đầu tuần, ông khẳng định vẫn là Tổng thống cho đến thời điểm này, đồng thời lên tiếng bác bỏ mọi cáo buộc. Được biết, cựu Tổng thống Castillo đã bị luận tội và cách chức vào tuần trước, sau khi ông cố gắng giải tán quốc hội và thành lập một chính phủ khẩn cấp, một hành động mà các nhà lập pháp cáo buộc là âm mưu đảo chính. Sau khi ông Castillo bị lật đổ và bắt giam, nhiều người dân ủng hộ ông xuống đường tham gia cuộc biểu tình mà họ mô tả là cuộc nổi dậy toàn quốc. Thông tin hôm 15 tháng 12 từ Sở Y tế địa phương cho biết có 4 người thiệt mạng và ít nhất 39 người khác bị thương sau khi đám đông biểu tình đụng độ với cảnh sát gần một sân bay ở thành phố Ayacucho, phía nam Peru. Reuters đưa tin hôm 16 tháng 12 tại Malaysia, một trận lở đất nghiêm trọng đã xảy ra khiến ít nhất 16 người thiệt mạng khi họ đang ngủ trong lều tại một khu cắm trại. Giới chức cho biết các đội tìm kiếm đã lùng sục khắp lớp bùn dày và chặt cây để tìm kiếm hơn 20 người mất tích.
Vụ lở đất xảy ra ở bang Selangor, giáp với thủ đô Kuala Lumpur vào khoảng trước 3 giờ sáng theo giờ địa phương, xé toạc một sườn đồi, đất đá rơi xuống một doanh trại hữu cơ và khu cắm trại. Sở Cứu hỏa và Cứu hộ của Malaysia cho biết trong số những người thiệt mạng có 3 trẻ em và 10 phụ nữ. Hiện chưa rõ nguyên nhân của vụ lở đất vì thời gian qua nơi này chỉ đón lượng mưa nhỏ. Trại viên Tech Linh Xuân, 22 tuổi, cho biết một người thân của cô đã thiệt mạng và một người khác đang được điều trị tại bệnh viện. Chia sẻ với nhật báo tiếng Malay, Brita Harian, cô nói: "Tôi nghe thấy một âm thanh lớn như sấm sét, nhưng đó là tiếng đá rơi. Chúng tôi cảm thấy những chiếc lều trở nên không ổn định và đất rơi xuống xung quanh. May mắn thay, tôi đã có thể rời khỏi lều và đến một nơi an toàn hơn. Mẹ tôi và tôi đã cố gắng bò ra ngoài và tự cứu lấy mình." Được biết thảm họa xảy ra cách thủ đô Kuala Lumpur khoảng 50 km về phía bắc tại thị trấn Batangkali, ngay bên ngoài khu vực đỉnh đồi nổi tiếng của cao nguyên Genting, nơi được biết đến với các khu nghỉ dưỡng, thác nước và thắng cảnh thiên nhiên. Hình ảnh được đăng trên trang Facebook của trang trại hữu cơ cho thấy nơi này nằm giữa thung lũng nhỏ và có khu vực rộng để có thể dựng lều. Cơ quan quản lý thiên tai quốc gia Malaysia cho biết có 94 người mắc kẹt trong vụ lở đất, nhưng 61 người đã an toàn, 17 người vẫn mất tích. Bộ trưởng Y tế Zaliha Mustafa nói với báo giới rằng có 8 người đã phải nhập viện, trong đó có một phụ nữ đang mang thai. Nhiều người khác bị thương do các vết cắt nhỏ, có người có nguy cơ bị chấn thương cột sống. Cảnh sát trưởng quận Sufian Abdullah cho biết các nạn nhân thiệt mạng đều là người Malaysia, trong đó có một đứa trẻ khoảng 5 tuổi. Gần 400 nhân viên đã được triển khai để tiếp tục tìm kiếm và cứu hộ các nạn nhân. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, Reuters đưa tin các nguồn tin an ninh cho biết một quả bom được gắn trên phương tiện đậu ven đường cao tốc ở tỉnh Diyarbakir đã phát nổ khi xe chở cảnh sát đi ngang qua, hậu quả là 8 sĩ quan bị thương. Chia sẻ với báo giới, ông Ali Isasu, thống đốc tỉnh Diyarbakir ở phía đông nam Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, các đồng nghiệp của chúng tôi đã được đưa đến bệnh viện để được theo dõi, 7 người trong số họ đã xuất viện, rất may không có vết thương nào nguy hiểm đến tính mạng. Hiện chưa có bên nào đứng ra nhận trách nhiệm đứng sau vụ nổ. Các chiến binh người Kurd, phe cánh tả và lực lượng Hồi giáo đều đã từng gây ra các vụ đánh bom ở Thổ Nhĩ Kỳ. Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết thêm, cảnh sát đã bắt giữ 2 người bị tình nghi là thủ phạm một vụ nổ xảy ra gần một chợ gia súc cách trung tâm Diyarbakir, thành phố lớn nhất trong khu vực, khoảng 10 km về phía nam. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.